Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Đó là ông Thực Lùng Quê, Phú Thị Hùng, Mập Phút. Ủa Mập Phút đâu rồi? Mập Phút hôm nay giao bé Mai cho em. Nay anh sẽ là huấn luyện viên trưởng của em nha. Thôi vậy là em đại diện cho Mập Phút không? Đúng rồi. Thôi vậy là ông Thực Lùng Quê. Ông Thực Lùng Quê giao lâu với Mập Phút thì không có Mập Phút, em đại diện. Em là Mập Hùng. Mập Hùng. Bây giờ Mai ơi, em thi với em Quy là mỗi người một cái lẩu nha. Lẩu đây. Rồi, xôi rồi đó. Xôi rồi. Cá, thịt bò, tôm, bún, mực, có gì là rau, ăn hết, nước khoe nha. Rồi, hai mấy này bỏ vô đi. Bỏ cá vô. Nhưng mà ăn phải để trên cái nồi lẩu nha. Ăn trên tay luôn. Đúng rồi. Mình phải tắt bếp đúng không? Tắt bếp, múc cái dĩa ăn. Okay. Cho nó có sự kịch tính chút xíu. Tiếp theo em rồi. Cái lẩu chỗ quán này bán nhìn rất là hấp dẫn luôn. 199k mà như thế này. Quá trời luôn. Quá trời loan luôn. Bởi bán đắt không phải rồi. Mình nghe đâu chủ quán nói phe phe nãy Hùng là bán từ 10 giờ sáng tới giờ cách y như vậy luôn. Mình quay sơ cho cô bác chị. Rẻ mà ngon nữa. Không có chỗ đâu, chứ lâu nữa. Rẻ ngon. 60 người ăn trong một lạnh. Trong một lạnh. Trong một lạnh. Rồi vậy rồi tiền ở đâu hết em? Không có tiền thì làm được nhỏ. Thôi giỡn chơi vui thôi. Thời gian chờ đợi mực tôm cá là chính. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Ủa sao còn ngàn nữa sao em tính cho chẳng luôn. Chính chính thêm ngàn nhưng mà nghe nó ít luôn. Quét chung cạnh của người ta. Rồi để nó lại đó. Nó bằng xíu. Nó bằng bỏ nó. Rồi đây nó lại chờ chín cái. Dở ra em. Dở ra còn. Thôi hai anh em. Không không cần hấp nước nha. Ở miếng thôi. Mà còn dĩa bún ngoài nữa nha. Hùng ơi, dạ. Bắt đồng hồ cho anh 20 phút ha. Sao? Mai thấy sao? Dạ, 20 phút ok. Rồi, ok, em múc đi. Dạ. Làm cái nào cũng được. Kiểu cách nào cũng được hết. Đó. Dạ, em đổ bún vào luôn hả? Phải bún bóp không? Bún bóp ra. Tại vì đổ bún với là không sợ, một cái không bún trước nó đổ. Không không được rồi, được rồi, được rồi. Chỉ hai dĩa thôi. Để cho mình cho ăn cho hơi nóng nóng chút, chung lẩu vậy thôi. Cho nó có hấp dẫn chút. Bim chị ơi. Bim vô phòng luôn. Ở rồi không, cái này cái mic còn 20% chị đủ á. Lên lại đi, lên lại nó bị sao á. Lên lại cho anh. Lên lại cho anh ơi. Rồi, xong chưa? Bim. Em ơi, em khỏi hỗ trợ ai hết. Cho hai người tự xử. Chị ngồi qua đây luôn chị. Cái camera nó chút xíu rồi. À chưa, không ơi. À, xong đại diện hai anh em mà tổng người cô bác chị bạn dùng lẩu với bún với hai anh em của mình. À, thất công quá, nói chuyện mấy anh em không nghe. À chưa? Mời. Mời không? Dạ. Em mời. Bắt quạt cho em chứ. Bắt quạt hả? Rồi, à chưa? Đúng rồi. Anh Huy, team bắt đầu cộng qua và bé Mai. Team chưa? Học Hùng. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, mời anh và cái nhà như là mì gai. Anh Huy nãy mời rồi. Vô. Hãy
Có cái quạt ở sau hỗ trợ thổi cho mát và nó đỡ nóng nữa. Góc ra dĩa này có quạt thổi thì nó cũng ngồi à. Mọi người ăn cũng mát nữa. Anh Huy chọn chiến thuật ăn cá trước. Thầy ơi coi vậy chứ cái mai sắp hết bún rồi đó anh. Anh Huy thì chọn chiến thuật ăn cá trước. Không biết sao đây. Hai người ăn quen không biết ai không ăn. Đúng rồi. Hai người chọn chiến thuật ăn bún. Anh Huy thì chọn chiến thuật ăn cá. Giấc cái đó lấy cái tôm để cho nguội hai lọt. Ăn bún trước đi. Giấc tôm để cho nguội đi Mai ơi. Nó tính sao đi. Mấy cái vỏ nghêu này khỏi lựa ha. Thôi vỏ nghêu bỏ. Ờ lựa lâu lắm. Vỏ nghêu không tính. Ừ. Vỏ nghêu mà ăn cái gì đâu đấy. Bỏ cái vỏ nghêu đi. Vỏ nghêu bỏ đi nghe Mai. Bao nhiêu phút rồi không? 16 phút 30 giây á. À cái gì nãy giờ mới 4 phút hả? Dạ. Đó, chiếc hộp chan nước vào nè. Dùng cái chan khỏi dĩa. Ui thêm mắm rồi. Ăn ăn rồi vậy hả? Ăn còn thưởng thức nè. Ừ. Có sức kỳ gắn à. Năm phút 30 giây. Chứ là nó ai hỗ trợ ra thân thứ vậy. Không xả nha. Không cho hỗ trợ từ sử. À, khỏi hỗ trợ không ơi. Khỏi hỗ trợ không em. Cho tự xử. Em qua bên kia múc đâu ra cả cho nó xong luôn đi. Rồi tùy em. Ờ ok em biết sao lưng anh Huy kìa. Anh muốn không còn hỗ trợ luôn.
Mấy ngày qua khỏi rồi đó. Hả? Cái con sò, cái con vừa ba vẫn như bỏ đi, gấp hết dao đi. Nhiều sò quá. Cái này không biết mút sao luôn trời. Ừ. Con nhiều quá, cái gục xuống dưới là khó rửa lắm. Rửa lâu lắm vậy. Hai anh em ngang nhau rồi đó. Bỏ kêu ra, đúng rồi Mai ơi. Không có sử dụng bên nhiêu. Xả xả. Hai anh em ngang nhau đó. Quá ăn lẹ quá. 3 phút. Ok. Mai thắng Vy. Chỉ một miệng một. Chỉ một câu nói trên miếng giấy. Quá hay luôn. Hai anh em ăn coi như là đúng 10 phút. Mấy giây nữa 10 phút. Sao hai anh em ăn vậy có nóng không? Nóng hả? Nhưng mà có ảnh hưởng gì lưỡi không em? Không. Mình thử hết Vy. Cái này lẩu này phải nóng em mới ngon. Dạ, dạ. Lẩu hải sản là ngủ nhất sao ăn, đúng không em? Nhưng mà hôm nay em thấy anh Huy ăn ngang ngang với Mai là anh Huy ăn giỏi lắm đó. Chứ mà hiếm người ăn ngang ngang với Mai như này. Hôm nay là ăn hay á. Hay là anh Huy, hay là bữa nay anh Huy lên chỉ phố và có khác không Huy? Chắc vậy. Dạ. Cái đại mình ngồi gần cái người hay á, cái mình lây theo. Lây hả? Ừ. Không đặt đồng quay Phương Đình Hùng một phút. Cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian ủng hộ ba kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào là các bác.